Quay trở lại với kênh Top 1 Khám Phá. Các bạn thân mến, qua mạng xã hội hay là Internet, chúng ta đã quá quen thuộc với cụm từ ngang ngố. Thế nhưng mình đảm bảo rằng 99% các bạn ngồi đây không hiểu lý do tại sao Việt Nam chúng ta lại gọi người bạn Nga với cái nickname thú vị và ngớ ngẩn như vậy. Ngoài cái tên ra thì nước Nga còn có vô vàn những điều thú vị khác mà trong video ngày hôm nay các bạn hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé. Quốc gia bí ẩn to hơn cả một hành tinh. Nói cho sang mồm một chút thôi, to hơn cả một hành tinh thì có lẽ là hơi bốc phét một chút. Thế nhưng, nước Nga đúng là to thật. Theo Wikipedia, Nga là quốc gia có diện tích lớn nhất thế giới, với diện tích bề mặt là 17.130.000 km², chiếm phần lớn đồng bằng Đông Âu và Bắc Á, trải dài từ biển Baltic đến Thái Bình Dương. Nói xa quá thì hơi khó hiểu, bạn chỉ cần biết nước Nga rộng gấp khoảng hơn 50 lần diện tích đất liền của Việt Nam chúng ta là rõ. Thế nhưng, dân số nước Nga lại vô cùng ít ỏi, chỉ khoảng 144 triệu dân, theo số liệu năm 2020. Tính xương xương thì cứ 1 km² lại có khoảng 8 người sinh sống. Kể ra cũng na ná như Mông Cổ, anh em thảo nguyên Mông Cổ khó gặp hàng xóm thứ nhất thì đích thị Nga sẽ đứng ở vị trí số 2. Chưa hết, không phải chỉ có Triều Tiên mới bí ẩn đâu. Theo các nhà địa lý học hiện tại, nước Nga có ít nhất 15 thành phố không tên và cũng chẳng ai biết chúng đang ở nơi nào và trông ra sao. Dù bạn là người Nga bản xứ thì đó vẫn luôn là bí ẩn. Văn hóa nhậu độc nhất vô nhị. Theo thống kê của Wikipedia, nói về độ nghiện nhậu và tiêu thụ chất cồn thì Việt Nam chúng ta xa tít mới tới gần vị trí số 100 trên toàn thế giới. Trong khi đó, nước Nga nằm chiếm trệ trong top 5 thế giới, cụ thể là đứng ở hạng số 4. Mặc dù dữ liệu chính thức này cũng khá lâu rồi, thế nhưng nếu có chênh lệch thì phần trăm cũng chả đáng bao nhiêu. Sự thật là Nga vẫn khiến người ta ngã ngửa bởi độ bợm nhậu không ai bằng của mình. Cụ thể, theo thống kê năm 2010, cứ trung bình mỗi người Nga tiêu thụ khoảng 15 lít đồ uống có cồn trong một năm, gấp đôi mức nguy hiểm mà một người có thể chịu đựng được theo các chuyên gia khuyên cáo. Kết quả là, mỗi năm tại xứ sở Bạch Dương lại có khoảng 500.000 người về với đất mẹ vì liên quan tới bia rượu. Anh em sẽ phải há hốc mồm bởi thực tế, người Nga không hề coi bia là một thức uống có cồn. Bởi theo họ, chúng quá là nhẹ đô. Uống vào chỉ hơi phê phê như người Việt Nam chúng ta uống coca mà thôi. Và có lẽ vì vậy mà thức uống giải khát này được tiêu thụ vô tội vạ. Ông nào ông nấy người Nga cũng đều sở hữu cho mình những đường cong trên người. Mãi cho tới năm 2013, chính phủ Nga mới ra quyết định coi bia là đồ uống có cồn. Ngoài việc xem bia là nước lã ra thì người Nga còn sở hữu cho mình một thứ gọi là văn hóa vodka. Một xứ sở mà vui người ta uống vodka, buồn cũng uống vodka, chia tay bạn gái uống vodka, mừng có người yêu cũng vodka. Họ xem vodka là một thứ gì đó không thể thiếu trong nhà. Những bụi đời bốn chân. Nếu như ở Nhật Bản nổi tiếng với những đảo mèo đông đúc quân số, thì ở Nga lại tấp nập những bụi đời bốn chân. Chính xác thì đó là những chú chó hoang các bạn ạ. Theo thống kê mới nhất, ở Nga có khoảng 35.000 con chó hoang sống lang bạt khắp mọi nẻo đường, đặc biệt là những nơi sầm uất như là thủ đô Moscow, hoặc cũng có thể gọi là Moscow. Đặc biệt hơn, những bụi đời bốn chân này thạo đi tàu điện ngầm chẳng khác nào con người. Chúng lân la từ sáng sớm, bắt xe lên tàu, đến chiều tối cứ đúng giờ lại lên tàu về địa điểm ban đầu. Anh em sẽ choáng hơn bởi loài vật bốn chân này ở đây còn rất lươn lẹo với 7749 cách tìm đồ ăn. Nếu một người đang cầm chiếc hamburger hí hửng chuẩn bị ăn, chúng sẽ làm ầm lên để người đó giật mình và làm rơi bánh. Việc còn lại là ngoạm lấy món đồ ăn đó và bỏ đi. Tuy là dân bụi đời chính thống nhưng những chú chó này rất hài hước trên tàu điện ngầm. Chúng làm vô số trò tỏ vẻ đáng yêu với mục đích làm nũng và xin xỏ nếu thấy ai đang ăn thứ gì đó. Những bụi đời bốn chân này còn có khả năng đặc biệt và đáng kinh ngạc hơn thế nữa, đó là chúng không bao giờ bỏ lỡ điểm dừng khi đi tàu điện ngầm. Tính ra về khoản giờ giấc thì mấy em học sinh với cả nhân viên văn phòng còn thua xa đấy. Cao sao vàng Việt Nam là thần dược. Vốn là loại dầu xoa đặc trưng nổi tiếng của Việt Nam, thế nhưng đây lại là thần dược gây sốc tại Nga khi được quảng cáo trong một video chất như phim điện ảnh Hollywood. Điển hình như đoạn video quảng cáo về cao sao vàng khiến người Việt Nam chúng ta xúc động gớt nước mắt khi vừa gợi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, vừa càng thêm tự hào khi một sản phẩm thần thánh của Việt Nam lại được ưa chuộng như thế ở Nga. Hình ảnh những thanh niên người Nga thay nhau mở nắp và cảm nhận mùi hương đặc trưng tỏa ra từ chiếc hộp nhỏ cao sao vàng trong nhiều bối cảnh khác nhau.
Dù hiện nay cao sao vàng đang 397 nổi ở quê hương Việt Nam, tuy nhiên đây lại là sản phẩm quốc dân trên các sàn thương mại điện tử thế giới, đặc biệt là ở Nga. Giá bán cũng vô cùng cắt cổ, gấp từ 10 đến 20 lần tại nội địa dân ta. Điều khiến cho anh em Việt Nam cười không ngậm được mồm đó chính là đối với người Nga, không phải ai cũng có thể cầm lọ thần dược này. Chỉ những người được chọn mới có thể mở hộp cao sao vàng. Anh em nào nghiện TikTok thì chắc chắn từng ít nhất một lần chứng kiến các anh Nga ngố thi nhau mở lọ thần dược này. Tự hào phết anh em nhỉ? Tại sao gọi là Nga ngố? Có một sự thật không phải bàn cãi đó là anh em Việt Nam mình khá là azua. Minh chứng như việc cứ thấy ai nói cái gì đó hay ho là lại hội đồng nói theo, chẳng cần biết nguyên do nguồn gốc của nó như thế nào. Chẳng hạn như là từ Nga ngố. Thế nên hôm nay tôi một chúng mình phải lượn một vòng Google để chia sẻ cho anh em. Tại sao gọi là Nga ngố? Phải kể về nhiều năm trước. Cụ thể vào năm 1908, đội tuyển Olympic Hoàng gia Nga đã tới London trễ mất 12 ngày và không kịp tham gia Thế vận hội. Lý do được đưa ra đó là nước Nga vẫn chưa thèm đổi sang sử dụng dương lịch, là loại lịch được sử dụng ở hầu hết các nơi trên thế giới. Thay vào đó, họ lại sử dụng lịch Julian, một loại lịch cổ được sử dụng phổ biến vào khoảng năm 46 trước công nguyên nhưng có sai số cao hơn. Chẳng hiểu họ lười hay là vẫn đinh ninh với phương châm sống chẳng giống ai, kết quả là trễ sử mất 12 ngày. Thậm chí đến thời điểm hiện nay, khoảng 1/3 người Nga vẫn còn tin mặt trời quay xung quanh trái đất. Chưa kể, nhiều ông Nga ngố giàu nứt đố đổ vách còn có sở thích thuê xe cứu thương giả để di chuyển cho nhanh, đỡ phải chờ đợi đèn đỏ. Khi đi ngoài đường một số tỉnh ở Nga, bạn thậm chí sẽ bắt gặp người dân thường lái xe tăng chạy vèo vèo băng qua mặt. Tôi một dám cá là ít nhất một lần bạn đã từng nhìn thấy qua video hoặc nghe đâu đó về một vài những câu chuyện của một vài thanh niên Nga ngố oánh tay đôi với lũ gấu khổng lồ. Gan hùm là có thật đấy anh em ạ. Ngoài ra có rất nhiều những dẫn chứng để người Việt gọi Nga vô cùng ngố như xu hướng thời trang xuân hè năm 2016, hòa mình cùng rau xanh. Tuổi nhỏ tài cao, ông anh lại đây nằm phơi nắng nào. Hay, em mua vé giường nằm mà, chắc là đúng chỗ rồi nhỉ. Thế này phải gọi là cá tính, chứ kêu họ ngố thì nhầm rồi. Bởi chẳng có ai ngố mà giàu như được nước Nga. Dù Nga không nằm trong top 100 danh giá những quốc gia giàu nhất thế giới, thế nhưng kinh tế cũng như là tài nguyên của nước Nga là một thứ gì đó rất gì và này nọ, khiến cho thế giới phải khao khát. Và rõ ràng nếu như ngố thật thì chẳng mấy ai có thể giàu bền vững được rồi. Kỷ lục về sinh nở. Cụ thể, vào thế kỷ thứ 18, một bà mẹ người Nga mắn đẻ đã cho ra đời một lèo 16 cặp sinh đôi, 7 lần sinh 3 và 4 lần sinh 4. Tổng cộng 69 đứa con trong vòng 40 năm với cùng một người đàn ông. Người mẹ này có tên Valentina Vesieva, một nông dân tại tỉnh Suya. Bất ngờ hơn đó là sau Valentina, ông chồng tốt giống lại có thêm 18 đứa con nữa với vợ hai. Tổng cộng, ông này sản xuất được 87 hậu duệ, trong đó có 82 người sống sót khỏe mạnh. Thế này thì ông chồng này đúng là hậu duệ đồng nhất của Thành Cát Từ Hãn, người cha của 16 triệu anh em châu Á rồi. Và nếu như bạn tò mò về Thành Cát Từ Hãn hay là sự thật thú vị về quốc gia Mông Cổ, hãy click vào phần bên trái màn hình ngay sau khi xem xong video này nhé. Nga là nước nữ quyền. Nói vậy thôi các bạn đừng tưởng là phụ nữ làm vua ở Nga. Ai cũng biết bấy lâu nay chẳng ai thèm tranh cử xoán ngôi với ông Putin cả. Thế nhưng ở Nga, quyền lực của các thím các dì chính xác là nằm ở số lượng. Số công dân nữ ở Nga nhiều hơn công dân nam rất nhiều. Cụ thể hơn, trong năm 2019, cứ 1.000 đàn ông Nga thì có đến 1.154 phụ nữ. Và theo dự đoán, con số này sẽ còn tăng cao hơn nữa trong các năm tới. Điều này có nghĩa là cứ 1.000 phụ nữ lại có hơn 100 người ế chồng. Lý giải cho điều này, các chuyên gia cho biết sự mất cân bằng giới ở Nga nguyên nhân bởi tỷ lệ tử vong của cánh đàn ông nước này quá cao. Ban đầu, số lượng bé trai và bé gái sinh ra gần như là bằng nhau. Thậm chí bé trai còn nhỉnh hơn so với bé gái. Thế nhưng, độ tuổi càng tăng cao, điển hình như là độ tuổi dao động từ 20 đến 25, tỷ lệ ấy hoàn toàn thay đổi. Cứ 1.000 chàng trai lại có đến 1.023 cô gái. Càng nhiều tuổi, tỷ lệ nữ lại càng tăng. Thế này thì lại trái ngược hoàn toàn với Việt Nam chúng ta. Gái Nga vô cùng xinh đẹp, nên anh em có thể xem xét nếu không muốn tương lai ế vợ nhé. Có dâu là phải nộp thuế. Một điều luật kỳ lạ chỉ có ở nước Nga đó chính là đánh thuế những người để dâu dài. Theo đó, tùy vào độ dài của bộ dâu mà những người đàn ông này sẽ bị đánh thuế nhiều hay ít. Ý tưởng này đến từ Peter Đại Đế sau khi ông đi thăm thú châu Âu và phát hiện ra rằng
Rất nhiều quốc gia phát triển đều không có ai nuôi dâu. Và có lẽ bởi vậy nên đầu ông đã nhảy số, nghĩ ra một bí kíp giúp Nga phát triển hùng mạnh giống họ. Ông ban hành một điều luật vô cùng ngớ ngẩn, đó là đánh thuế dâu. Mặc dù vậy, điều luật này chỉ tồn tại trên lý thuyết, chứ không có cơ quan nào có trách nhiệm truy thu thuế và cũng không có điều luật nào để xử phạt những người mắc tội trốn thuế dâu cả. Một điều luật độc nhất vô nhị, nhưng có cũng như không. Thế nhưng cho đến nay, sau 400 năm, điều luật này vẫn chưa bị bãi bỏ. Mèo là nhân viên bảo tàng. Ông Putin mê chó thì hầu như ai cũng biết rồi. Thế nhưng, không nghĩ là nước Nga lại còn đề cao khả năng của Hoàng thượng đến thế. Theo đó, một số bảo tàng tại Nga đã thuê lũ mèo đỏng đảnh làm nhân viên chính thức. Không phải là để làm tiếp tân hay để trang trí, mà chúng có công ăn việc làm thật sự. Công việc hàng ngày của những nhân viên bốn chân đó là tiêu diệt lũ chuột đáng ghét, ngày đêm phá hoại các tác phẩm của nhân loại. Điển hình như là bảo tàng lớn nhất của Nga, Hermitage ở St. Petersburg, là cơ quan làm việc của khoảng hơn 70 chú mèo. Mỗi con mèo thậm chí còn có hộ chiếu cá nhân, có ảnh và nhận lương đều đặn. Chưa kể cái lũ đáng yêu mà theo như dân Việt Nam chúng ta rằng chúng rất ăn hại vì chỉ ăn với ngủ, thì mèo ở Nga còn được phép gia nhập lực lượng hải quân. Nếu bạn là người đam mê bóng đá thì cách đây không lâu, trong FIFA World Cup 2018 được tổ chức tại Nga, một chú mèo có tên Asin đã tiên tri được chính xác kết quả trận đấu bằng cách chọn từ hai bát thức ăn có cờ của đội tuyển thi đấu ngày hôm đó. Đây chắc chắn là anh em thất lạc của thanh niên củ cải nổi tiếng Việt Nam chúng ta rồi. Đúng là hai không đỡ được anh em nhỉ. Thế nhưng, nước Nga cũng có những điều vô cùng bí hiểm đấy. Hồ tử thần nguy hiểm nhất thế giới. Hồ tử thần mà chúng mình đang muốn nói ở đây đó chính là hồ Karachay, nằm trên dãy núi Ural, phía tây nước Nga. Nó được mệnh danh là tử thần bởi bất kỳ ai cũng có thể bỏ mạng chỉ sau 5 phút đứng cạnh hồ. Gần một nửa thế kỷ qua, không ai dám đến hồ này vì thảm họa nhiễm phóng xạ trong quá khứ tại đây vẫn chưa được giải quyết. Vào năm 1966, một đợt hạn hán quái ác đã nhanh chóng làm hồ nước Karachay cạn sạch và để lại một lớp bụi phóng xạ có hoạt độ rất cao ở lòng hồ cũng như ở bờ hồ. Mùa hè năm 1967, những trận gió mạnh đã cuốn đám bụi tử thần này lên cao và đưa chúng đi rất xa, khoảng 25.000 km2 và 436.000 người đã bị nhiễm xạ. Theo báo cáo chính thức từ Viện Nghiên cứu và Quan sát Môi trường World Watch, hồ Karachay được xếp hạng ô nhiễm nhất hành tinh. Cho đến nay, nhiều vùng đất rộng lớn lân cận hồ Karachay đều không có người cư trú do lo sợ về hậu quả của sự ô nhiễm phóng xạ. Và cuối cùng, một sự thật vô cùng thú vị mà dám cá là bạn sẽ phải há hốc mồm ngay khi nghe xong đấy. Cấm nhập khẩu, sản xuất đồ lót gen, lưới. Đây là một luật cấm kỳ lạ ở Nga. Mọi hoạt động sản xuất và nhập khẩu đồ lót gen, lưới từ nước ngoài vào Nga đều là trái pháp luật. Không phải cứ hứng lên là ban bố lệnh cấm kỳ lạ. Điều cấm này thực chất đã được Y tế Nga nghiên cứu và đưa ra kết luận. Họ cho rằng đồ lót gen, lưới có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe tình dục của người mặc. Và thế là, từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, tất cả các mẫu đồ lót gen, lưới đều đã biến mất trên các kệ hàng tại Nga. Và nếu như bạn muốn du lịch đến Nga thì tốt nhất nên để những bộ đồ lót gen, lưới yêu thích ở nhà nếu như không muốn gặp rắc rối khi nhập cảnh tại sân bay. Các bạn thân mến, Nga không chỉ là một đất nước rộng lớn và xinh đẹp mà còn chứa rất nhiều điều thú vị mà ít nhiều có thể bạn chưa từng biết. Bạn ấn tượng nhất với điều gì? Đừng quên comment chia sẻ suy nghĩ của mình về quốc gia có 102 này nhé! Hy vọng video clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những phút giây ý nghĩa nhất. Đừng quên like, share và subscribe kênh Tôi Một Khám Phá. Sau đó nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video có liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!